385 Lại nữa, này các tỷ kheo Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi Này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi Này các tỷ kheo Ở đây, tỷ kheo nội tâm có niệm giác chi Tuệ chi rằng Nội tâm tôi có niệm giác chi hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ chi như vậy. Vân vân, nội tâm có trạch pháp giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có tinh tấn giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có hỷ giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có kinh an giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có định giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có xả giác chi, tuệ chi rằng Nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với xả giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ chi như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. 386 Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. 387 Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ thánh đế? Xanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ chết là khổ. Sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ. Sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ. Sự chia lìa với những gì yêu thích là khổ. Cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ ẩn là khổ. 388 Này các tỷ kheo, thế nào là xanh, mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại. Sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn, này các tỷ kheo, như vậy gọi là sanh. 389 Này các tỷ kheo, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự niên lão sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại này các tỷ kheo, như vậy là già. 390. Này các tỷ kheo, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại sự diệt vong, sự chết, sự tử vong. Thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vứt bỏ tử thi. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chết. 391 Này các tỷ kheo, thế nào là sầu? Này các tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác. Sự sầu, sự sầu lo, sự sầu muộn, nội sầu, mọi khổ sầu của người ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là sầu. 392 Này các tỷ kheo, thế nào là bi? Này các tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là bi. 393 Này các tỷ kheo, thế nào là khổ? Này các tỷ kheo, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là khổ. 394 Này các tỷ kheo, thế nào là ưu? Này các tỷ kheo, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là ưu. 395 Này các tỷ kheo, thế nào là não? Này các tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác. Sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là não. 396 Này các tỷ kheo, thế nào là sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ? Oán tắng hội khổ này các tỷ kheo ở đây có bất cứ sắc thinh hương vị xúc pháp mà không thích không ưa không vừa lòng hay người mà muốn gây bất lợi muốn gây vô ích muốn gây bất lạc muốn gây bất ổn sự đi chung gặp gỡ hiệp cùng hòa lẫn với những nhân vật ấy này các tỷ kheo như vậy gọi là oán tắng hội khổ. 397 Này các tỷ kheo, thế nào là sự chia lìa với những gì yêu thích là khổ, ái biệt ly khổ? Này các tỷ kheo, ở đây có bất cứ sắc, thinh, hương, vị, xúc mà ưa thích, ham muốn vừa lòng, hay người mà mong đem lợi ích, mong đem may mắn, mong đem an lạc, mong đem an ổn, tức là mẹ hay cha, hoặc anh em, chị em, bạn bè, thân hữu, bà con huyết thống. Sự không được hội ngộ, không được trùng phùng, không được chung sống, không được hòa mình với các nhân vật ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là ái biệt ly khổ. 398. Này các tỷ kheo, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này các tỷ kheo, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu. Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối. Mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh. Lời cầu mong ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này các tỷ kheo, chúng sanh bị già chi phối, vân vân chúng sanh bị bệnh chi phối vân vân chúng sanh bị chết chi phối vân vân chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não chi phối khởi sự mong cầu mong rằng ta khỏi bị sầu bi khổ ưu não chi phối mong rằng ta khỏi đương chịu sầu bi khổ ưu não lời mong cầu ấy không được thành tựu như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. 399 Này các tỷ kheo, như thế nào là tóm lại năm thủ ẩn là khổ? Như sắc thủ ẩn, thọ thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, hành thủ ẩn, thức thủ ẩn. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tóm lại năm thủ ẩn là khổ. 400. Này các tỷ kheo, thế nào là khổ tập thánh đế? Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia, như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này các tỷ kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đâu? Khi an chú thì an chú ở đâu? Ở đời. Sắc gì thân ái, sắc gì khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy. Khi an chú thì an chú ở đấy. Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái. Ở đời, con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy. Khi an chú thì an chú ở đấy ở đời tai vân vân ở đời mũi vân vân ở đời lưỡi vân vân ở đời thân vân vân ở đời ý là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy khi an chú thì an chú ở đấy ở đời các sắc vân vân ở đời các tiếng vân vân ở đời các hương vân vân ở đời các vị vân vân ở đời các cảm xúc vân vân ở đời các pháp là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy khi an chú thì an chú ở đấy ở đời nhãn thức vân vân ở đời nhĩ thức vân vân ở đời tỷ thức vân vân ở đời thiệt thức vân vân ở đời thân thức vân vân ở đời ý thức là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy khi an chú thì an chú ở đấy ở đời nhãn xúc vân vân ở đời nhĩ xúc vân vân ở đời tỷ xúc, vân vân. Ở đời thiệt xúc, vân vân. Ở đời thân xúc, vân vân. Ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy. Khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ, vân vân. Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ, vân vân ở đời tỷ xúc sở sanh thọ vân vân ở đời thiệt xúc sở sanh thọ vân vân ở đời thân xúc sở sanh thọ vân vân ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy khi an chú thì an chú ở đấy ở đời sắc tưởng vân vân ở đời thanh tưởng vân vân ở đời hương tưởng vân vân ở đời vị tưởng vân vân ở đời xúc tưởng vân vân ở đời pháp tưởng là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy khi an chú thì an chú ở đấy ở đời sắc tư vân vân ở đời thanh tư vân vân ở đời hương tư vân vân ở đời vị tư vân vân ở đời xúc tư vân vân ở đời pháp tư là xác thân ái là xác khả ái sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy khi an chú thì an chú ở đấy ở đời sắc ái vân vân ở đời thanh ái vân vân ở đời hương ái vân vân ở đời vị ái vân vân ở đời xúc ái vân vân ở đời pháp ái là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy khi an chú thì an chú ở đấy ở đời sắc tầm vân vân ở đời thanh tầm, vân vân. Ở đời hương tầm, vân vân. Ở đời vị tầm, vân vân. Ở đời xúc tầm, vân vân. Ở đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy. Khi an chú thì an chú ở đấy. Ở đời sắc tứ, vân vân ở đời thanh tứ vân vân ở đời hương tứ vân vân ở đời vị tứ vân vân ở đời xúc tứ vân vân ở đời pháp tứ là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy khi an chú thì an chú ở đấy này các tỷ kheo như vậy gọi là khổ tập thánh đế. 401 Này các tỷ kheo, và thế nào là khổ diệt thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ấy. Này các tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly, thì xả ly ở đâu khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu ở đời các sắc gì thân ái các sắc gì khả ái sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy ở đời sắc gì thân ái sắc gì khả ái ở đời con mắt là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời tai vân vân, ở đời mũi vân vân, ở đời lưỡi vân vân, ở đời thân vân vân. Ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy ở đời các sắc vân vân ở đời các tiếng vân vân ở đời các mùi hương vân vân ở đời các vị vân vân ở đời các xúc vân vân ở đời các pháp là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời nhãn thức vân vân. Ở đời nhĩ thức vân vân. Ở đời tỷ thức vân vân. Ở đời thiệt thức vân vân. Ở đời thân thức vân vân. Ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy. Khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời nhãn xúc, vân vân. Ở đời nhĩ xúc, vân vân. Ở đời tỷ xúc, vân vân. Ở đời thiệt xúc, vân vân. Ở đời thân xúc, vân vân. Ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy. Khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ, vân vân. Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ, vân vân. Ở đời tỷ xúc sở sanh thọ, vân vân. Ở đời thiệt xúc sở sanh thọ, vân vân. Ở đời thân xúc sở sanh thọ, vân vân. Ở đời ý xúc sở sanh thọ, là sắc thân ái là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc tưởng vân vân, ở đời thanh tưởng vân vân, ở đời hương tưởng vân vân, ở đời vị tưởng vân vân, ở đời xúc tưởng vân vân, ở đời pháp tưởng là sắc thân ái là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc tư vân vân, ở đời thanh tư vân vân, ở đời hương tư vân vân, ở đời vị tư vân vân, ở đời xúc tư vân vân. Ở đời Pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy. Khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc ái, vân vân. Ở đời thanh ái, vân vân. Ở đời hương ái, vân vân. Ở đời vị ái, vân vân. Ở đời xúc ái, vân vân ở đời pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy. Khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc tầm vân vân. Ở đời thanh tầm vân vân. Ở đời hương tầm vân vân. Ở đời vị tầm vân vân. Ở đời xúc tầm vân vân ở đời pháp tầm là sắc thân ái là sắc khả ái sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy ở đời sắc tứ vân vân ở đời thanh tứ vân vân ở đời hương tứ vân vân ở đời vị tứ vân vân ở đời xúc tứ vân vân ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy. Khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là khổ diệt thánh đế. 402 Này các tỷ kheo, thế nào là khổ diệt đạo thánh đế? đó là thánh đạo tám ngành tức là tránh chi kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định này các tỷ kheo thế nào là tránh chi kiến này các tỷ kheo chi kiến về khổ chi kiến về khổ tập chi kiến về khổ diệt chi kiến về khổ diệt đạo. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tránh chi kiến. Này các tỷ kheo, thế nào là tránh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tránh tư duy. Này các tỷ kheo, thế nào là tránh ngữ? tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tránh ngữ. Này các tỷ kheo, thế nào là tránh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không tà dâm. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tránh nghiệp. Này các tỷ kheo, thế nào là tránh mạng? Này các tỷ kheo, ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng tránh mạng. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tránh mạng. Này các tỷ kheo, và thế nào là tránh tinh tấn? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn không cho sanh khởi vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí đối với các ác bất thiện pháp đã sanh khởi lên ý muốn trừ diệt vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí đối với các thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí đối với các thiện pháp đã sanh khởi lên ý muốn khiến cho an trú không cho băng hoại khiến cho tăng trưởng phát triển viên mãn vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí này các tỷ kheo như vậy gọi là tránh tinh tấn này các tỷ kheo thế nào là chánh niệm này các tỷ kheo ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, vân vân. Trên các cảm thọ, vân vân. Trên các tâm, vân vân. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chánh niệm. Này các tỷ kheo, thế nào là tránh định này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo ly dục ly bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh với tầm với tứ tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ chứng và chú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định danh không tầm không tứ nội tĩnh nhất tâm tỷ kheo ấy ly hỷ chú giả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú chứng và chú thiền thứ ba tỷ kheo ấy xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước chứng và chú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh này các tỷ kheo như vậy gọi là chánh định này các tỷ kheo, như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế. 403 Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả nội pháp, ngoại pháp, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. 404 này các tỷ kheo vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong bảy năm vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại hai là nếu còn hữu dư y chứng quả bất hoàn này các tỷ kheo không cần gì đến bảy năm một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong sáu năm vân vân trong năm năm vân vân trong bốn năm vân vân trong ba năm vân vân trong hai năm vân vân trong một năm vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây một là chứng tránh trí ngay trong hiện tại hai là nếu còn hữu dư y chứng quả bất hoàn này các tỷ kheo không cần gì đến một năm một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng tránh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỷ kheo, không cần gì bảy tháng. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong sáu tháng, vân vân, trong năm tháng, vân vân trong 4 tháng, vân vân, trong 3 tháng, vân vân, trong 2 tháng, vân vân, trong một tháng, vân vân, trong nửa tháng. Vì ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỷ kheo, không cần gì nửa tháng một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng tránh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. 405 Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu tránh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế tôn thuyết pháp đã xong, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời thế tôn dạy.